Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào quý vị thiện hữu tri thức A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 2, 2020. Kính thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 12, 2019, dịch Corona bắt đầu từ Vũ Hán, Trung Quốc đã lan rộng đến khắp thế giới hơn 2 tháng với số lượng người mất trên 500 người. Ta có thể không đếm được một cách cụ thể nhưng chắc chắn số lượng cụ thể sẽ hơn. Và số lượng nhiễm là hàng chục ngàn người và không thể kiểm soát được. Dưới góc nhìn của Phật Pháp, con có những điều chia sẻ, cụ thể là 5 điều chia sẻ sau đây. Điều thứ nhất, thay vì lo sợ kinh hãi thì hãy bình tĩnh đối mặt. Bởi vì trong bình tĩnh ta mới tìm được cái phương pháp để đối mặt với vấn đề một cách tốt nhất. Kinh hãi, lo sợ, hoảng sợ không những không có tạo ra cái phương pháp mà nó còn làm cho cái tình trạng trở nên xấu tệ hơn. Cái điều thứ hai, thì thay vì mình đổ lỗi thì hãy tha thứ. Vì sao? Vì khi mà con người ta không bệnh hoạn, không đau khổ thì nó mới có người này người kia, người tốt người xấu, tính cách này tính cách nọ, dân tộc này dân tộc kia, nó mới có cái sự phân biệt trong cái dân tộc. Nhưng khi con người ta đau khổ rồi, lâm nạn mà thất bại rồi thì con người ta chỉ ham sống sợ chết, sợ khổ cầu vui. Khi họ đã đau khổ rồi thì họ cần mình có tình thương cho họ, có sự tha thứ cho họ. Và cái khổ của người thì cần sự thương yêu, thấu hiểu và đồng cảm của mình, chứ không cần thêm bất kỳ một đau khổ nào ném vào họ bằng sự nguyền rủa, bằng sự đổ lỗi nữa. Kính thưa quý vị, không một cá nhân nào nhận hết lỗi, mà lỗi là ở lòng tham và sự mê mờ của mỗi cá nhân. Thay vì nguyền rủa bóng tối, hãy mang ánh sáng vào trong bóng tối. Bởi vì bóng tối, bởi vì đau khổ, ta cần ánh sáng, ta cần đồng lòng yểm trợ, tay trong tay, chứ ta không cần trừng phạt để kết tội. Cái thứ ba là ta cần sự yểm trợ chứ không phải là sự lợi dụng. Con virus corona nó cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng, cái đó gọi là thiên họa. Nhưng cái thiên họa này nó không đáng sợ bằng cái nhân họa. Đó là nhiều người bằng cái lòng tham vô đáy và sự mê mờ của mình, ta kinh doanh và làm giàu trên đau khổ của người khác. Đó là cái nhân họa. Ta tăng vật giá trong lúc người ta đang cần sự yểm trợ, tức là ta hạ giá nhân cách của mình. Tăng vật giá gì? Khẩu trang. Tăng vật giá nước rửa tay. Bình thường bán 110.000, tăng lên gấp 5 lần, bán 600.000, ví dụ như vậy. Dù bất kỳ một lý do gì chăng nữa thì những hành động đó, đó là lợi dụng và làm giàu trên đau khổ của người. Đôi khi mình vì một chút danh lợi trước mắt mà mở cửa khách sạn để chất chứa những người mang mầm bệnh, để mang lại cái tai hại, cái nguy hiểm cho sinh mệnh của mình, của người mình thương và của một cộng đồng dân tộc. Đó là do cái danh lợi hắc ám tâm trí, do sự mê mờ. Thật là đáng thương. Nhiều khi nhiều người lại tung tin thất thiệt, làm kinh hãi hoảng loạn lòng người. Rồi đôi khi mình vì chủ nghĩa dân tộc mà bêu xấu trong khi họ thất bại đau khổ. Nhiều người lên mạng, mình đi nhận khẩu trang miễn phí về và rao bán lại. Và nhiều người thì được phát khẩu trang một cách miễn phí thì lại phung phí và còn chê bai. Kính thưa quý vị, khi lợi dụng như vậy, ta đang hạ cái giá trị lương tâm của nhân cách và ta lại tạo cái việc ác cho bản thân. Trong lúc này, như là tình người đồng loại, ta cần sự yểm trợ, hộ trì, chung tay để giúp đỡ. Nên giúp đỡ như thế nào, kính thưa quý vị? Ví dụ, chôm chôm mùa này là được xuất khẩu qua Trung Quốc, nhưng vì đóng cửa khẩu thì người Việt chúng ta giúp nhau mua, không phải là vì mình mà là mua vì người bán. Ví dụ đó là cái động cơ bằng tình thương mà chúng ta tay trong tay giúp nhau. Ví dụ như chúng ta bỏ tiền túi ra mua khẩu trang mà tặng ở trên đường. Một trong những cái nghĩa cử đẹp mà em bé Andy Đào Nguyên và mẹ của em đã bỏ ra hơn 20 triệu để mua khẩu trang phát miễn phí trên đường. Có thể khẩu trang nó không ngăn chặn được bệnh, nhưng cái tình người cảm thấy ấm áp tay trong tay những cái lúc mà hoạn nạn như vậy rất đẹp, rất được khích lệ, rất nên làm. Và nữa, thay vì bằng sợ hãi ta đi mua khẩu trang rất nhiều, từng hộp như vậy, để chắc ở trong nhà mình
và nghĩ rằng việc như thế là đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng đó thì ta nên học cái bài học của Nhật Bản. Người vợ Việt đi đổ sân và nói là sẽ đổ đầy hôm nay. Và người chồng Nhật nói em hãy đổ nửa bình thôi. Người vợ Việt hỏi tại sao phải đổ đầy bình để mà còn phòng hờ. Lúc đi xa vì đang ở trong cái động đất không đi đâu được, không tiện ra ngoài. Người chồng Nhật mới nói vì chính động đất cho nên ta phải để nửa bình xăng lại cho người hoạn nạn. Ta phải nên mua nửa hộp, một hộp, đừng nên mua quá nhiều. Bởi vì sản xuất sẽ bế tắc, không kịp để mà cung cấp. Rồi những ngày sau hết, ta tiếp tục đi mua xài nữa. Ta không nên để lòng tham mà chất chứa cho bản thân mình rồi người khác phải thiếu hụt. Những cái nghĩa cử rất là đẹp là nhiều cái tin nhắn chia sẻ, cập nhật nhiều cái video được làm và hướng dẫn cái thông tin để bảo vệ cho cộng đồng, tránh bị lây nhiễm. Đó là những cái động cơ rất là tốt đẹp, đáng quý, khích lệ. Về mặt quốc gia, đất nước, ví dụ như là Singapore bỏ tiền mua khẩu trang và cung cấp miễn phí cho toàn bộ người dân trong đất nước. Nghĩa cử rất cao đẹp của người Nhật Bản đối với Trung Quốc. Ngay khi biết đại dịch đang hoành hành thì họ đã gửi rất nhiều dụng cụ y tế, khẩu trang để yểm trợ Vũ Hán và nói là Vũ Hán hãy cố lên. Và nhiều nước ở phương Tây, ví dụ như Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Canada, họ đã gửi chuyên cơ và chở người dân của họ về nước. Và ví dụ như Việt Nam cũng nghe nói là bảo hiểm y tế sẵn sàng bỏ tiền ra để trị bệnh và lo toàn bộ viện phí. Nếu như tin này mà đúng thì rất là một nghĩa cử cao đẹp cho những công dân Việt Nam bị nhiễm corona. Hy vọng là đây là điều có thật. Sự yểm trợ thì tương tự, tay trong tay giúp đỡ nhau trong lúc này là biểu hiện của nhân cách tình người cao đẹp của cá nhân và của cộng đồng dân tộc đó. Cái thứ tư, kính thưa quý vị, thay vì mình sợ hãi, hất hủi cái người bị bệnh thì hãy từ bi và thấu hiểu họ. Kính thưa quý vị, dịch bệnh đó chính là oan trái. Đó là cái nhân xấu ngày xưa nó trổ thành cái quả khổ ngày nay. Mà khổ đau thì nên được thấu hiểu và thương yêu, che chở. Và cái năng lượng từ tâm thương yêu che chở đó nó tạo ra một cái từ trường tích cực. Cái từ trường đó nó không có tương ứng nghiệp với cái từ trường bạo động, sợ hãi, oán thù. Mà khi nó không tương ứng nghiệp thì tức là ta đang không có kết oán. Mà không có kết oán thì ta sẽ không nhận cái oan nghiệp và cái nghiệp quả của cái cộng nghiệp mà những người đang mắc bệnh đang đi lan truyền lây nhiễm. Đó là một loại khẩu trang mà ta một cách vô hình đã tạo ra cho mình, mà nhờ nó ta không bị nhiễm virus. Điều thứ năm là thay vì tiếp tục mê mờ, ta hãy tỉnh thức. Thay vì tiếp tục hưởng thụ, ta hãy tu dưỡng. Thay vì tiếp tục tạo ác, sát sanh, ta hãy làm thiện và chay trược. Thay vì tiếp tục ta đi ra ngoài dự tiệc, tổ chức, gặp gỡ, ta hãy ở trong nhà để tự mình cách ly, giữ an toàn cho mình và cho người. Và ở trong nhà làm gì? Ở trong nhà nên tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, lễ Phật. Vì làm những hành động này để chi? Đây là hành động của sự tu dưỡng trong lúc mà con người trái đất đang phải gặp nạn, hoạn nạn, đau khổ. Đây là cách mà ta bỏ tà quy chánh. Đây cái lúc mà ta bỏ ác làm lành, ta chân thật sám hối và hồi hướng công đức để cầu nguyện cho quốc thái dân an, tật bệnh nhanh tiêu trừ. Bởi vì cảnh tùy tâm sinh. Khi mình dụng tâm tu hành, mình chân thật sám hối thì họa nó cũng thành phúc. Tỉnh thức điều gì? Ta nên tỉnh thức thế nào? Đây là cái quả khổ của một cái nhân mê và tham lam ở trước đó. Ta không nên tiếp tục tạo cái nhân mê và cái nhân tham ở hiện tại. Tại sao ta không nên hưởng thụ? Bởi vì đây là lúc đau khổ của loài người. Ta chỉ nên tu dưỡng, tức là nên tích lũy âm phúc công đức. Phúc thì nên tích, không nên tán. Phúc tán thành họa. Họa đang lây truyền mà ta không biết điều đó, mà ta là tiếp tục tiêu tán, ta quả thật đang mê mệt. Cho nên cái lúc mà họa đến thì cái lúc đó nên tích phúc, tức là nên tu dưỡng. Và ta nên sám hối lỗi lầm của mình, không nên tiếp tục sát sanh hại vật, tạo ác nghiệp. Không nên ra ngoài gặp gỡ hội hè tổ chức. Một năm có thể 100 lần gặp gỡ, nhưng kiếp người chỉ có một lần thôi. Cái chuyện học cả năm cả đời, cho nên ta cũng có thể để cho học sinh giữ an toàn trong cái phạm vi nhất định, tức là không có cho gặp gỡ. Kính thưa quý vị, một cái khẩu trang đơn thuần
nó không thể ngăn chặn được một cái con virus như là nghiệp quả cộng nghiệp toàn cầu này. Kính thưa quý vị, Đức Thế Tôn, Đức Phật là thầy của trời người, chính Ngài bằng cái thân này cũng phải chịu ảnh hưởng bởi cái nghiệp nhân ngày xưa. Ngài không còn nghiệp, nhưng cái quả phải bị ảnh hưởng trên cái thân này, rằng Ngài vẫn bị lăn đá cho chảy máu chân, vẫn bị bỏ đói cả tuần, đau đầu, đau bụng. Tất cả những cái quả mà trổ ra trên cái thân của Ngài là đều tương ứng với cái nhân mà ngày xưa chưa thành đạo Ngài đã làm. Dù thành Phật, Ngài cũng phải bị cái điều đó. Thần thông đệ nhất như là đệ tử Mục Kiền Liên của Đức Phật không thể chạy trốn khỏi cái nghiệp của mình, đã bị đánh cho đến chết. Thì chúng ta nghĩ cái khẩu trang này, khoan nói chuyện khoa học, nó có thể che được cái nghiệp của mình khỏi cái chuyện sống chết là cái đại dịch này hay sao? Cho nên nó có nhiều hơn là một khẩu trang bình thường ta đeo trên miệng. Đó là cái khẩu trang của giới hạnh, đức hạnh và đạo hạnh. Ba khẩu trang này là vô hình, nhưng nếu không có nó, mạng sống con người mong manh như hơi thở. Cái đại dịch corona nó là cái thiên họa, như là kết quả của một cái nhân xấu mà con người, một cái tập thể ở một nơi nhất định nào đó đã tạo ra. Nó hoàn toàn không phải là tự nhiên trời giáng, bởi vì tâm người tạo ra cái hoàn cảnh mà con người đó sống, và tâm người tập thể ở một cộng đồng sẽ tạo ra một cái môi trường tương ứng cụ thể. Do lòng tham lam hưởng thụ ba tất lưỡi mà con người đã biến cái bụng mình thành nghĩa địa chôn cất biết bao nhiêu mạng sống. Corona là virus của loài người, nhưng loài người là virus của những loài khác, và tất cả các cái loài sống trên trái đất này đều rất sợ hãi loài người. Bởi vì loài người là ta ăn tất cả, dù cỏ cây cho đến loài vật, phải không chừa là vật nào. Và corona là một trong những virus đến từ loài dơi. Kính thưa quý vị, dịch corona đó là thiên họa, và thiên họa đó là kết quả của nhân họa. Nhân đã tạo ra cái nhân xấu, tức là con người tạo ra cái nhân xấu. Một người tạo ra nhân xấu và cộng đồng tạo ra cái những cái nhân xấu giống nhau, thì cộng đồng đó sẽ chịu một cái quả xấu tương ứng, gọi là cộng nghiệp, gọi là thiên họa. Chứ không phải tự nhiên mà trời giáng trừng phạt ai. Tất cả là do tâm người tạo. Và cái nhân họa là cái nhân xấu mà cộng đồng Vũ Hán đã tạo ra ở đây là gì? Đó là họ như là sự thật đã được phơi bày trong cái chợ Hoa Nam, trong cái chợ thủy sản Hoa Nam, cái chợ chuyên mua bán động vật hoang dã để xẻ thịt. Và dơi là động vật chính được các nhà khoa học nghiên cứu và xác định đã mang virus corona lây nhiễm đến cho loài người. Và món thịt dơi, món súp dơi là một loại đặc sản của người dân Trung Quốc. Và những đứa bé nhỏ nữa cầm những con dơi luộc còn nguyên cánh, nguyên lông và ăn ngấu nghiến. Những hình ảnh đó rất đáng sợ, rất kinh hãi. Và đối với loài dơi, con người là một loài virus, nếu không nói là ác quỷ. Bởi vì cách con người chúng ta đối xử với các loài khác rất kinh hãi, rất đáng sợ. Và trái đất mà nơi chúng con người sống, nó tạo ra một loại địa ngục cho những loài khác bằng cái miệng của mình. Và con người đã chôn sống không biết bao nhiêu sinh mạng. Và nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy con người vì sát sanh hại vật để thỏa mãn lòng tham của ba tất lưỡi mà biết bao nhiêu cái đại dịch đã diễn ra. Minh chứng là năm 1997, dịch H5N1, dịch cúm gia cầm đầu tiên ở Hồng Kông đã cướp đi hàng trăm mạng sống và lây lan rất nhiều. 2002, dịch cúm SARS, SIRS đã cướp đi gần 800 sinh mạng mà cũng bắt đầu từ Trung Quốc. Và dịch SARS, virus cũng đến từ loài dơi. Năm 2009, H1N1, dịch cúm lợn đã cướp đi hơn nửa tỷ người. Hầu hết tất cả quốc gia trên thế giới đều bị lan nhiễm. Năm 2012, dịch hô hấp cấp MERS, virus đến từ lạc đà. Và cái đại dịch ở thế kỷ 14 cướp hàng triệu sinh mạng là virus đến từ loài thỏ.
tất cả các loài vật trên thế gian này nó không chứa virus, nó là sự sống. Nhưng bởi vì ta tạo một cái cộng nghiệp quá lớn, đó là sát hại, khiến cái oan ức của những cái sinh linh khác oán hận, và đó là cách nó trả thù. Và những cái con virus này như là cái quả cộng nghiệp của những cái oán hận đó. Mà những con người nào đã phạm phải cái tội sát hại sinh mệnh quá nhiều phải chịu tương ứng cái quả khổ là do virus này lan nhiễm và cướp đi mạng sống. Và ta đã thấy rồi, tất cả những con virus gây ra đại dịch những thập kỷ gần đây và đều đến từ cái việc do con người sát hại để thỏa mãn lòng tham của ba tất lưỡi mà ra. Mà người dân Trung Quốc là một trong những điển hình vì họ ăn hầu hết tất cả các loài vật, cho nên sức phát bệnh cũng từ đất nước họ. Điều đấy không có gì khó hiểu. Nên kính thưa quý vị, để diệt được tận gốc virus corona thì ta phải trường chay bất sát, không sát hại, nguyện trường chay cả đời. Đó là cách duy nhất. Còn nếu không, hết cái virus corona 1 tới virus corona 2, H5N1 cho đến H1N1 cho đến SARS, cho đến MERS, cho đến rồi cho đến hết dạng virus này đến dạng virus kia, nó như là cái biểu hiện kết quả của cái oán hận mà những loài vật khác trả thù cho cái ác nghiệp cộng đồng của con người. Nếu ta không thấy được cái mấu chốt của câu chuyện thì mọi cái phương pháp để giải quyết, mọi cái loại thuốc để điều trị chẳng qua là tạm thời. Và ta đã biết rồi, chưa bao giờ ta chấm dứt được bệnh tật của con người, bởi vì ta chưa bao giờ chấm dứt được cái nguyên nhân tạo ra bệnh tật đó. Đó là lòng tham và sự mê mờ, cũng như là ác nghiệp cá nhân và cộng đồng. Như lời dạy trong kinh Trường A Hàm, kinh Thế Ký, phẩm ba trung kiếp, Đức Phật dạy là do lòng sân hận con người phải chịu nạn hỏa tai, do tham lam con người phải chịu nạn về nước, do si mê con người phải chịu cái nạn gió bão và dịch bệnh cơ hàn. Như vậy là tâm người chiêu cảm lớn cái cảnh sống, chứ gọi là y báo nó nương nhờ cái chánh báo. Cho nên muốn mà loài người sống yên lành thì không phải ta diệt virus corona như là cái kết quả bên ngoài, mà ta diệt cái lòng tham, cái sân hận, cái si mê trong con người của mỗi cá nhân. Và nếu các loài khác nó được sống yên bình dưới sự che chở của lòng từ của con người thì điều đó tốt đẹp và nó tri ân vô cùng. Bởi vì sự sống rất đáng quý. Nếu bảo hộ và che chở sự sống thì những loài vật và đất mẹ này sẽ tri ân lòng từ vô cùng. Sự sống chỉ tri ân lòng từ, nó không bao giờ tri ân lòng tham, mà nó còn ghét hận lòng tham, mà nó sẽ trả thù như là cộng nghiệp mà chúng ta đang thấy mà loài người phải chịu. Kính thưa quý vị, cái thiên họa là kết quả của một cái nhân xấu mà loài người cá nhân hay tập thể đã gây tạo. Điều đó là đáng sợ, mà khi thiên họa ập đến khó lòng mà chúng ta đỡ kịp. Nhưng thiên họa nó cũng không bằng nhân họa. Nếu như cái quả xấu nó trổ hiện tại mà ta biết hối cải, thành thật sám hối, chuyển họa thành phúc, ta lại tiếp tục lấy cái nhân xấu kết hợp với cái quả khổ là đến từ cái nhân xấu quá khứ nữa, thì cái tai họa nó khôn lường. Bằng chứng là nếu như không phải vì sĩ diện, vì quyền lực, vì lòng tham, vì để đầu tư kinh tế, buôn bán kiếm lời, thì những con virus corona ở Vũ Hán này đã được phát hiện và truyền thông chân chính đã thông báo sớm rồi, và đã hạn chế chữa trị, không để lây lan rồi. Cho nên với lòng tham mà một số người đã bưng bít khiến nó ủ bệnh, khi nó phát tán thì dẫn đến sự chết chóc và nó đưa đến vô vàn đau thương. Và đó chính là cái nhân họa. Và cái nhân họa thứ hai nữa là con người lợi dụng cái tình trạng người khác đang đau khổ, sợ hãi để làm giàu kinh doanh. Kính thưa quý vị, một đóa hoa rất đẹp ta có thể thấy, nhưng đóa hoa đó được làm từ những thứ không phải hoa, mà đó là những thứ mà ta không thấy. Ví dụ là không khí, là dinh dưỡng, là nước, là sự săn sóc, là sự quan hợp trong mỗi khoảnh khắc, ta không thấy. Cái hoa đó được nuôi dưỡng từ những thứ không phải nó. Thân mạng và sinh mệnh của con người giống như một đóa hoa ta có thể thấy, nhưng nó được làm từ những thứ mà không phải nó. Đó gọi là cái âm phúc, cái giới hạnh, cái đức hạnh và cái đạo hạnh. Nó giữ được cái thọ mạng, cái hạnh phúc, cái bình yên của cá nhân, gia đình và cộng đồng.
giống như đóa hoa mà ta thấy vậy. Cái ta thấy nó quan trọng, nhưng nó còn không quan trọng bằng cái thứ ta không thấy. Đó chính là phước và đức. Và con người giống như đóa hoa, đóa hoa nó sống trên những thứ ta không thấy, và giống như con người sống trên những cái thứ mà ta không thấy được. Và khi những cái thứ ta không thấy đó nó không còn được tiếp nối, không còn được chăm sóc, trưởng dưỡng nữa, thì hoa sẽ héo, cây sẽ rụng tàn, thọ mạng con người sẽ giảm dần, bệnh tật nảy sinh, đau khổ, kinh hãi xuất hiện. Là do cái phước và cái đức của cá nhân hay của tập thể con người đó đã không được tiếp tục nuôi dưỡng, không được tiếp tục tiếp nối, không được tiếp tục chăm sóc. Kính thưa quý vị, khoa học người ta nghiên cứu bằng cái tâm bình yên và trong sáng, một người hà hơi vào trong một ly nước, thì ly nước đó nó có một cái màu ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp và vững chắc. Đó là cái phản ứng lại của nước khi nhận cái năng lượng tích cực từ tâm của một người tốt đẹp. Nhưng với cái tâm sân hận, bạo động và lo sợ, hà hơi vào trong ly nước thì rất là nhiều những cái màu sắc nó hiện lên ở trong ly nước đó. Đó là cái cách phản ứng của nước lại với cái năng lượng bất thiện gửi vào trong nó. Kính thưa quý vị, trong con người chúng ta hơn 75% là nước. Khi bất kỳ một bất thiện niệm, suy nghĩ tiêu cực, đau khổ nào chất chứa trong đây, thì cái cơ thể này nó sẽ phản ứng lại đầu tiên. Ta sẽ là cái người làm cho ta khổ trước. Cho nên người mà giữ được cái thiện niệm, cái lòng tốt và suy nghĩ tích cực, các nhà khoa học họ nghiên cứu những người đó, tạo ra một cái loại chất dẫn tốt đẹp, tích cực, giúp cho tế bào hoạt động rất tốt. Vì thế cái hệ miễn dịch của họ bằng cái tâm bình yên thông thoáng sẽ tạo ra một cái năng lượng rất tích cực, hoạt bát và mạnh mẽ, để nó không cần bất kỳ một cái loại thuốc men mà nó vẫn sống và nó vẫn hộ trì rất tốt cho sự sống này. Và nó sẽ tự động miễn giảm tất cả các loại bệnh tật. Khi một ác niệm sinh khởi thì ta bắt đầu kích hoạt cái yếu tố xấu ác ở trong con người mình. Những cái yếu tố tích cực tốt đẹp khác sẽ bị chướng ngại và phá hủy. Kính thưa quý vị, một ngày làm thiện, phúc tuy chưa đến nhưng họa đã rời xa. Một ngày làm ác, họa tuy chưa đến nhưng phúc đã rời xa. Một ý niệm thiện khởi giống như trồng hoa vào vườn xuân, tuy hoa chưa nở nhưng thế nào cũng rực rỡ một ngày nào đó không xa. Vì đó là nhân quả. Và một niệm ác khởi lên giống như mài dao vào đá, tuy không thấy nhưng dao đã bị bạo mòn lật. Một niệm thiện khởi tuy chưa làm hành động thiện nhưng các thần đã hộ trì, tức là những vị thiện thần đã ủng hộ. Một ác niệm sinh khởi, hành động tuy chưa làm nhưng hung thần đã xuất hiện. Thiên võng khôi khôi, báo ứng thậm tốc, lưới trời lồng lộng, báo ứng rất nhanh. Chúng ta thấy nhân quả tức thời của người Vũ Hán. Họa phúc vô môn, phúc họa không có cửa, con người tự mời đến. Thiện ác báo ứng như bóng với hình. Chính vì vậy, kính thưa quý vị, sinh mệnh của con người là thứ quý giá. Nó là kết quả phước báu và công đức tích lũy từ xưa, và được tiếp tục tiếp nối và nuôi dưỡng ở đời này. Nó, sinh mạng quý giá ngắn ngủi này, nên đặt trên cái địa vị, cái quyền lực, cái vật chất và bất kỳ một thứ gì. Vì sinh mạng còn, mọi thứ còn. Nhưng khi ta đặt sinh mạng dưới lợi ích đồng tiền, danh dự cá nhân, sĩ diện tập thể, lợi dưỡng trước mắt, thì họa nó bắt đầu ập đến, dù là cá nhân, cộng đồng hay đất nước. Như là một người Phật tử tu hành đeo một cái khẩu trang y tế trước mắt là việc phải làm. Nhưng ta biết thêm là trong khẩu trang đó nó có 3 lớp. Ta đeo khẩu trang vạn năng 3 lớp này nè, thì ta mới may đâu là chuyển họa thành phúc, bảo vệ mình và người. Khẩu trang đó là giới hạnh, là đức hạnh và đạo hạnh. Giới hạnh tức là đừng làm những việc ác,
Lúc này ta đừng sát sanh hại vật, đừng hưởng thụ ăn chơi, đừng hội hè đình đám, đừng hơn thua giành giật, đừng hưởng thụ nghe nhìn ăn uống đồi trị. Đó chính là đừng làm các việc ác. Cái lớp khẩu trang thứ hai là đức hạnh. Đức hạnh tức là làm tất cả những việc thiện. Nếu ra ngoài xã hội thì giúp trong lúc người ta cần đôi tay của mình. Đừng dùng đôi tay này để lợi dụng lúc họ đau khổ, ta sẽ rước họa vào thân. Cái đức hạnh đó chính là lòng từ bi của mình, cảm ngộ được cái đau khổ của đồng loại và muôn loài, và nguyện cầu cho họ được bớt khổ đau, được tai qua nạn khỏi trong lúc lâm nguy. Và cái đạo hạnh là giữ cái tâm mình giữ thanh tịnh, từ bi và hướng lên con đường giác ngộ giải thoát. Thì ba cái lớp khẩu trang này là công đức vạn năng. Nó mới có thể che chở cho mình khỏi nhiễm virus, và nó có thể chuyển họa thành phúc. Ta có thể ở trong cái phạm vi virus bị lây nhiễm, nhưng ta không phải bị nhiễm, là bởi vì không phải khẩu trang này bịt. Và nếu như bịt được khẩu trang á, tại sao ta nói gần 28 bác sĩ của Trung Quốc đã bị nhiễm? Bởi vì con virus corona cực kỳ nhỏ bé, khẩu trang mà che bụi mịn vẫn không thể bảo vệ được. Nó hạn chế về mặt vệ sinh cho nó không thể ngăn ngừa được sự lây nhiễm. Và nên nhớ, nghiệp mà khi nó đã đến thì do phúc đức che chở, chứ không phải chạy lên trời độn thổ chui xuống đất mà trốn được biệt nghiệp cá nhân của mỗi người. Kính thưa quý vị, như là người biết tu hành, chúng ta bằng lòng từ bi nguyện cầu cho dịch bệnh mau chóng qua đi. Các nhà khoa học, bác sĩ, lương y có tâm huyết mau chóng tìm được cái phương pháp để hóa giải, và nguyện cho con người nhanh chóng giác ngộ, bỏ ác làm lành, bỏ tà theo chánh, giác ngộ cái nhân mê, chí thành sám hối mà hướng về nẻo thiện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.